Đội nào nhanh có đáp án, dơ án kịp thời thì giành quyền trả lời. Mỗi câu trả lời đúng, chúng ta được cộng 5 điểm. Và các câu số 4, số 22, số 23. Chương trình Rung Chuông Vàng với chủ đề an toàn giao thông của chúng ta. Các đội viên chúng ta là chú ý hết sức màu trắng. Hình tam giác về đó, nền vàng, hình vẽ màu đen. Hình chữ nhật hoặc vuông. Thì tôi sẽ thông qua các cái tín hiệu về an toàn giao thông. Hệ thống đường giao thông gồm có đường bộ và đường thủy, đường sắt, đường hàng không. Có 5 giây để tìm câu trả lời. Và chúng ta cơ bản nào. Và đáp án đầu tiên và đáp án cho câu hỏi thứ nhất, đó là đáp án. Đưa lên câu trả lời của mình. Và chúng ta sẽ chờ đợi đáp án. Đội Văn Quyên là biến báo. Biến nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm? Chúng ta quan sát cho ý. Biến 1, biến 2 hay là biến 3? Màu trắng. Hình tam giác về đó, nền vàng, hình vẽ màu đen. Hình chữ nhật hoặc vuông. Thì tôi sẽ thông qua các cái tín hiệu về an toàn giao thông. Hệ thống đường giao thông gồm có đường bộ và đường thủy, đường sắt, đường hàng không. Đội nào nhanh có đáp án, dơ án kịp thời thì giành quyền trả lời. Mỗi câu trả lời đúng, chúng ta được cộng 5 điểm. Và các câu số 4, số 22, số 23 có 5 giây để tìm câu trả lời. Xin cho một tràng pháo tay đi ạ. Vâng, xin cảm ơn. Chúng ta tiếp tục sang. Và chúng ta cơ bản nào. Và đáp án đầu tiên và đáp án cho câu hỏi thứ nhất, đó là đáp án. Chương trình Rung Chuông Vàng với chủ đề an toàn giao thông của chúng ta. Các đội viên chúng ta là chú ý hết sức. Như vậy là gì? Tất cả ba đội chúng ta đều trên tay tôi thì hiện nay có hai phần quà. Nếu khán giả của chúng ta là trật tự cố thủ đúng nơi đúng chỗ và không nhắc các cái đội thi thì qua câu hỏi số 10 là sẽ là những câu hỏi dành cho khán giả. Chúng ta đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý. Đưa lên câu trả lời của mình. Và chúng ta sẽ chờ đợi đáp án. Đội Văn Quyên là biến báo. Biến nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm? Chúng ta quan sát cho ý. Biến 1, biến 2 hay là biến 3?
của các người Văn Quyên.